Kính thưa quý vị, trong thời buổi thông tin hiện hữu dưới nhiều hình thức như một ma trận, đòi hỏi người dùng phải biết chọn lọc khi tiếp nhận, thì mới đây, một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận nhiều phản ánh của phụ huynh sau khi trường phát cho học sinh quyển sách mang tên Một thoáng ta rực rỡ nhân gian. Phụ huynh nóng ruột bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội vì nội dung trong sách có nhiều vấn đề cùng chung từ ngữ thô tục liên quan đến chuyện tình dục. Sau đó, phía nhà trường đã thu hồi quyển sách nhạy cảm này. Sự cố này đặt ra câu hỏi cần quản lý sách tài liệu ra sao trong hành trình ươm dưỡm những tri thức cho mầm xanh của đất nước. Và vấn đề này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Vĩ, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giải đáp ngay sau đây. Thưa ông, về một sự cố tại trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh phát cho học sinh quyển sách mang tên Một thoáng ta rực rỡ nhân gian với một số nội dung thô tục liên quan đến tình dục. Ông đánh giá những nội dung này ảnh hưởng gì đến các em học sinh và môi trường học đường nói chung? Cái nhận xét đầu tiên đó là một phần nội dung cuốn sách mà tôi được tiếp cận và tôi được xem thì tôi thấy đây là một cái điều rất đáng cần phải có ý phê phán và ngăn chặn ngay, bởi vì cái đó hoàn toàn không thích hợp và không phù hợp với cái môi trường giáo dục của học sinh. Không phải vì trường quốc tế hay trường trong nước, nhưng mà chỉ những cái dòng chữ rồi những cái cách thể hiện như vậy là tôi thấy đã hoàn toàn không thích hợp. Giáo dục là một cái quá trình và nó phải có một cái hệ thống khoa học rất là cao. Nó không thể nào mà cứ theo cảm tính của ai đó rồi tùy hứng đưa vào như vậy được. Thì nhất là trong các cái lĩnh vực mà mang tính nhạy cảm như là tình dục, rồi tình yêu, rồi quan hệ hôn nhân, thì cái này nó càng cần phải được xem xét để chọn lọc cho nó kỹ lưỡng. Những cái mà có vẻ nó không được tinh tế như vậy thì có thể rất nguy hại cho các em học sinh. Nên tôi nghĩ ở đây chắc là cái sự tác động nó sẽ rất là mạnh. Mạnh ở chỗ là các em có thể ngay lập tức làm theo những cái điều mà có thể là chưa đến tuổi phải làm chẳng hạn, những cái điều mà đáng lẽ phải chờ đợi thêm thời gian nữa, và như vậy thì có thể nó dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy, rồi dẫn đến rất nhiều những cái hành vi sai lệch xã hội trong cái lĩnh vực tình dục này. Theo ông thì các trường học, đặc biệt là trường quốc tế, cần xây dựng quy trình ra sao để đảm bảo chất lượng dạy học, đồng thời khuyến khích văn hóa đọc lành mạnh cho học sinh? Phân tích của các nhà tâm lý và các nhà khoa học thì đây là một quá trình nó phải diễn biến theo cái độ tuổi, rồi theo cái tâm lý, rồi theo cái thời gian thích hợp, chứ không phải là đột xuất rồi bất ngờ rồi cảm hứng rồi bất ngờ đưa những cái thông tin mà có thể vượt quá cái mức độ cần thiết tùy theo cái độ tuổi như vậy thì rất là không nên. Trường quốc tế hay là trường không quốc tế mà ở Việt Nam thì cái chương trình giáo dục cũng như cái hệ thống các cái loại sách vở thì đều phải được thông qua và cũng phải được sự chấp thuận đồng ý của những cái cấp có các cơ quan chức năng rồi các cái quan mà quản lý chẳng hạn. Nên cái cuốn sách này tôi cho đây là một cái việc làm có thể nó rất là bất ngờ và ngẫu hứng và có thể là không đúng theo những cái chương trình đã đặt ra. Nên đây tôi thấy là cuốn sách này có thể nó bất chợt thì có thể không theo những cái chủ trương chung. Tôi muốn nhắc lại cái ý là chương trình quốc tế hay chương trình gì tôi nghĩ nó đều có cái hệ thống và phải được quản lý bởi các cái cơ quan chức năng cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Cho nên là cuốn sách này có thể nó là một cái sự bất ngờ hay đột ngột, nên là cần phải có biện pháp để xử lý ngay thôi. Xung quanh sự cố tại trường quốc tế đang đề cập, ông nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của cơ quan quản lý và làm thế nào để quản lý nội dung dạy học tại các trường quốc tế hiệu quả hơn? Rõ ràng cái việc mà tung cái cuốn sách đó ra rồi bắt học sinh phải đọc như vậy thì chứng tỏ cái sự quản lý nó cũng đã không được sâu sát, thì cũng không được đầy đủ để rồi người ta có thể lợi dụng hay thậm chí có thể có những cái ý đồ nào đó thì họ đã thực hiện được cho trong cái công việc này. Nên tôi nghĩ là cái cấp chức năng, cái cấp quản lý phải tăng cường cái
hiệu quả công việc của mình lên hơn nữa. Phương Tây thì châu Âu thì cái giáo dục giới tính thì người ta làm rất là tốt, nó có truyền thống và rất là hệ thống. Nên cái việc giới tính ở đây tôi muốn nhắc lại cái ý, đây là một cái cơ sở giáo dục mà nhất là trong một cái lĩnh vực mà rất là nhạy cảm như vậy thì nó phải rất là bài bản, có hệ thống và trên cơ sở khoa học, rồi phù hợp với tâm sinh lý, rồi phù hợp với lứa tuổi của học sinh, chứ không phải là cứ nhân danh gọi là để cho các em hiểu biết về tình dục thì đưa bất kỳ những cái sách gì, mà thậm chí những cuốn sách mà không được kiểm soát như vậy thì rất tai hại đối với học sinh. Nên đây là để cái sự giáo dục, đặc biệt là trong giáo dục về tâm sinh lý cũng như tình dục này, thì cho nó có hiệu quả thì tôi nghĩ phải rất là bài bản, rồi học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nước, rồi cái chương trình này phải được trao đổi bàn bạc, rồi phải được thông qua, rồi phải được các cấp chính quyền như tôi đã đề cập ấy, là phải thông qua rồi cho phép, thì khi đó trường mới có thể áp dụng vào được. Chứ còn cái việc mà gặp đâu nói đó thì sách đưa bất kỳ những sách nào như vậy thì tôi nghĩ thì rất là nguy cơ cho cái việc mà liên quan đến giáo dục tình dục cho học sinh như vậy.